Xin chào tất cả mọi người. Đây là cây tháp bút. Đây, cây tháp bút này thì rất là tốt cho bệnh thận nhá. Nên là bị sỏi thận này, đấy, thận yếu suy thận này. Đấy, ngoài ra nó còn tốt cho cái bệnh là sỏi tiết niệu này, sỏi bàn quan này. Thì các bạn lấy cây tháp bút này kết hợp với lại cây mâm xôi này, cây quýt gai này, cây cỏ mực và kim tiền thảo. Đấy, mỗi thứ 20 gram khô. Sau đó các bạn sáp với lại 1,5 lít nước. Đấy, đun sôi từ 15 đến 20 phút là chúng ta có thể lấy ra sử dụng. Đó. Thì cứ duy trì như vậy từ 15 đến 20 ngày thì sẽ thấy là cơ thể của chúng ta nó dễ chịu hơn. Nó giúp cho chúng ta thanh lọc cũng như là đào thải những cái sỏi ở bên trong cơ thể chúng ta ra, giúp thận chúng ta khỏe hơn. Đấy, thì các bạn lưu ý cho tôi cái bài thuốc này. Đó. Cái tháp bút